Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự tài liệu đặc biệt với nhan đề Lễ Quốc tang Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là phim tài liệu màu đầu tiên về lễ tang Chủ tịch Hồ Chí Minh được công bố, cùng nhiều hình ảnh tư liệu quý về Chủ tịch Hồ Chí Minh do các nhà quay phim Nhật Bản thực hiện từ năm 1962 đến năm 1969. Đài truyền hình Việt Nam đã mua bản quyền phát sóng phim tài liệu này từ hãng tin truyền hình Nihon Denpa News của Nhật Bản. Nhân dịp kỷ niệm 63 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 39 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đài truyền hình Việt Nam xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị và các bạn phim tài liệu này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Hồ Chí Minh, Hồ Chí Minh, Chủ tịch Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, người chiến sĩ suốt đời đấu tranh không mệt mỏi trong hòa bình, hữu nghị và dân chủ đã từ trần. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 tại tỉnh Nghệ An, miền Trung Việt Nam. Trong lễ quốc tang của người tại Hà Nội, chúng ta nhìn thấy rất nhiều đoàn đại biểu quốc tế đến dự, trong đó gồm Kozo, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nhật Bản. Hồ Chí Minh chủ tịch Hồ Chí Minh suốt đời chỉ có một ham muốn là nước nhà được độc lập tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành. Đó là người đã chỉ đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo thiên tài, người đã lãnh đạo nhân dân đấu tranh giải phóng chế độ thực dân phong kiến, lập nên nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, sau đó đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược và lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với người, nhân dân Việt Nam gọi người là Bác Hồ. Sinh thời, Hồ Chí Minh là nhà lãnh đạo gần dân, luôn dành nhiều thời gian đi thăm các tầng lớp nhân dân. Tháng 2 năm 1966, trong lúc cuộc kháng chiến chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ đang ở trong giai đoạn ác liệt, người đã đến thăm và động viên bộ đội phòng không. Đặc biệt, người quan tâm thăm hỏi các đại biểu miền Nam. Hồ Chí Minh thương nhớ đồng bào miền Nam. Miền Nam luôn ở trong trái tim tôi và đặt trọn niềm tin vào ngày Nam Bắc sum họp một nhà. Tháng 12 năm 1966, tại Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tặng thưởng danh hiệu Anh hùng không chỉ cho bộ đội chính quy mà tặng cho cả dân quân du kích và nông dân sản xuất giỏi. Là lãnh tụ mà sở thích là được đến với nhân dân, Hồ Chủ tịch đã nhiều lần về thăm bà con nông dân. Hầm trú ẩn có an toàn không? Mũ phòng không có chắc chắn không? Đồng bào có đủ ăn, đủ mặc không? Là những câu hỏi mà người luôn canh cánh bên lòng. Người nói chuyện với nông dân, để đánh thắng giặc Mỹ xâm lược, đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất, cung cấp đủ lương thực cho bộ đội ở chiến trường ăn no đánh thắng.
tại buổi lễ mừng Ngày Quốc tế Lao động mùng 1 tháng 5 năm 1968. Hồ Chí Minh là lãnh tụ đầu tiên trên thế giới hòa đồng cùng đội ngũ phóng viên báo chí bằng hành động tặng hoa cho mọi người. Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, đối với Đảng Lao động Việt Nam và nhân dân Việt Nam, tổn thất này thật là lớn lao, đau thương này thật là vô hạn. Ngày 9 tháng 9 năm 1969, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, hơn 15 vạn người thay mặt cho nhân dân cả nước, gồm lực lượng vũ trang, công nhân, nông dân, trí thức, học sinh, sinh viên, thanh niên, phụ nữ và đại biểu thủ đô Hà Nội đã tập trung tham gia lễ truy điệu vĩnh biệt Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hiện diện trên lễ đài là các vị lãnh đạo hai miền Nam Bắc Việt Nam và đại biểu quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia. Đứng đầu Đảng Lao động Việt Nam lúc này là Bí thư thứ nhất Lê Duẩn đọc điếu văn. Ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng ta không còn nữa. Người đã về cõi vĩnh hằng. Chúng ta nhờ đàn chim bồ câu trắng này truyền đến người lời hứa danh dự của chúng ta, dương cao mãi ngọn cờ độc lập dân tộc, quyết chiến, quyết thắng giặc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước để thỏa lòng mong ước của người. Chúng ta phải quyết tâm đánh giặc Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Còn non, còn nước, còn người, thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn 10 ngày nay. Dù khó khăn gian khổ, Hồ Chủ tịch đã để lại cho chúng ta bản di chúc lịch sử. Trong đó, người bày tỏ mong muốn là dù gian khổ hy sinh đến mấy, nhân dân ta nhất định sẽ hoàn toàn thắng lợi. Đế quốc Mỹ nhất định phải cút khỏi nước ta. Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà. Về phong trào cộng sản quốc tế, Đảng ta sẽ góp phần đắc lực vào việc khôi phục tình đoàn kết giữa các đảng anh em. Nhân dân của người tưởng tượng rằng Hồ Chí Minh đang cưỡi trên cánh chim bồ câu bay về phương Nam thăm hỏi đồng bào Nam Bộ. Chúng ta nhất định chiến thắng, tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất. Niềm mong ước suốt đời của Hồ Chủ tịch nhất định sẽ thành hiện thực, bởi vì người vẫn sống mãi với non sông đất nước, tên tuổi và hình ảnh của người mãi mãi khắc sâu trong trái tim, khối óc của nhân dân.